Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Bixi Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về bill cây giá rẻ. Và rất là nhiều bạn hỏi mình là trong cái thời điểm hiện tại như này mà bill cây đó là phù hợp hay chưa, thì mình có thể khẳng định luôn với các bạn là nó cực kỳ phù hợp luôn, vì tất cả mọi giá linh kiện đã chạm đáy của nó rồi. Đã rất lâu rồi chúng ta mới lại có một lần linh kiện chạm đáy như này, và cơ hội chắc nó sẽ không kéo dài lâu đâu, bởi vì theo như mình cảm nhận thì rất là nhiều đợt như vậy rồi. Nó khi nó chạm đáy thì người ta sẽ tìm cách nào đó để nó lên. Và khi nó chạm đáy như này, chúng ta sẽ build được gì với 15 củ? Đấy, 15 củ. Thật ra thì các bạn phải nhớ 15 củ bây giờ chất lắm. Đầu tiên là phải kể đến đó chính là một chiếc vỏ cây. Con này đến từ Vitra các bạn nhá. Con Vitra Phantom. Con này là mới đét này. Đấy, đầu tiên chúng ta đã có một cái vỏ cây mới có tí led màu mè rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ còn cái gì mới nữa? Chúng ta sẽ có một con tản CR1000 mới đét. Tản CR1000 chúng ta đã test quá nhiều và chúng ta đã biết hiệu năng trên giá thành của nó như nào rồi, không cần phải giới thiệu nhiều nữa phải không các bạn? Linh kiện thứ hai mới và linh kiện thứ ba mới là gì? Linh kiện thứ ba mới đó chính là một con nguồn 650 X Power đến từ Sigmatic. Đấy, con này cũng mới đét đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, với con nguồn 600W như này thì chúng ta sẽ để cho nó kéo cái gì? Thì chúng ta sẽ đến với ram trước. Đấy, lần này chúng ta có hai thanh ram luôn các bạn nhá. Đấy, theo đúng yêu cầu của rất là nhiều anh em là tại sao mình chuyên build một thanh, không làm hai thanh cho nó chạy đua trên cho nó full tốc độ, thì hôm nay chúng ta sẽ có hai thanh, và hai thanh này cũng là mới đét luôn các bạn nhé. Ram tản đấy, mới đét 8GB một thanh, và bớt của nó thì các bạn nhìn đây, bớt của nó là bớt 3200 luôn các bạn nhé. Hai thanh 8 là chúng ta sẽ có 16GB ra, bớt 3200 mới đét. Đấy. Tiếp theo còn cái gì mới nữa nhỉ? Còn thứ nữa mới đây, đó chính là chiếc SSD. Và lần này SSD của chúng ta cũng đã lên 256GB rồi, và lại còn LVMe nữa chứ không phải là 120GB SSD SATA bình thường như mọi khi ở các bạn nhé. LVMe luôn cho nó mắc tốc. Đấy. Cái này thì mình đã tháo ra, mình nắp tép, đây là nó mất cái vỏ. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn rất mới luôn các bạn nhé. Nên gọi là linh kiện mới 256GB. Thì với SSD 256GB LVMe xong lại RAM 16GB rồi, thì chúng ta sẽ có main gì? Chúng ta có main xin giới thiệu các bạn, đấy chính là con main của chúng ta ngày hôm nay, B660M Pro của MSI, và tất nhiên là cũng mới tinh luôn. Thì với main B, như mình nói với rất là nhiều các bạn trong các video clip ấy, thì mới main B là main tương đối ổn rồi, hỗ trợ hầu hết tất cả những cái công nghệ của cái đời đó rồi. Ví dụ như B660 nó sẽ hỗ trợ full công nghệ đời 12 và đời 13, và như thế là rất ok. Và nó lại còn hơn cái H610 ở chỗ là nó chạy đa nhiệm rất là tốt. Đấy, với main B660 và RAM 16GB thì chúng ta không thể là sử dụng một con i3 12100F được, mà chúng ta sẽ phải i5 12400F phải không các bạn? Với i5 12400F rồi, siêu mạnh như thế rồi, thì chúng ta sẽ có Vega là gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Vega. Xin giới thiệu các bạn. Đấy, Vega của chúng ta đấy, một em MSI Dual Fan GeForce RTX MSI. Đấy. Con này là con linh kiện duy nhất là linh kiện cũ trên cái cây 15 củ của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, con này là mã là gì? Đấy, mã của nó thì đây các bạn này. Đó chính là con MSI RX 3060T Ventus các bạn nhé. Với 3060T và i5 12400F thì các bạn thừa biết sức mạnh của nó có thể giúp các bạn làm được những việc gì, và chúng ta không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Nhưng hiệu năng thực tế thì chúng ta vẫn cứ phải test thử xem nó khác gì so với con i7 9700F hôm trước các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng lắp ráp và test thử. Ok rồi đây các bạn nhé, mình đã lắp ráp xong em PC 15 củ của chúng ta, và để nó xuống đây thì chúng ta cùng test này. Đấy, trông thì không màu mè quá đâu, chỉ có một tí led đây gọi là điểm điểm thôi, nhưng mà nhìn em nó cũng rất là hầm hố các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn nhỉ. Chúng ta sẽ xem cấu hình trước khi đến với mấy bài test các bạn nha. Đấy, i5 12400F 6x12 luồng, main là B660, RAM là 16GB đang chạy đua trên 64bit nhân 2 này. Bớt thì bớt mình đang để là mắc pin, mà sao ở đây nhận thì có 1000 mấy nhỉ. Đây đấy, đang chạy 1600 này. Đấy, căng đét như này này,
graphic là 3060 Ti. Ok, chúng ta sẽ test thử xem là có khác gì cái con hôm trước nha. Ok các bạn nha, chúng ta đang đến với Asansi. Với mức setting thì chả nhớ là gì đâu, chắc là Ultra thôi. Setting đây, đúng rồi, Ultra các bạn nha. Nói chung là cao nhất có thể. Và chúng ta đang có mức FPS loanh quanh tầm 100. Mình chả chưa nhớ là hôm trước test với con 9700F thì nó là bao nhiêu. Nhưng mà ở đây chúng ta đang hoạt động khá là nhẹ nhàng. CPU hoạt động thì 70%. GPU đang hoạt động có GPU hoạt động 92%, ăn gần 200W điện. Và chúng ta có mức FPS thì 130 mấy luôn. Và chúng ta đang chém nhau thôi các bạn nhé. Đấy, chém nhau dầm dầm dầm. Nói chung là mặc dù là chém nhau thôi nhưng mà tình huống nó cũng chậm, nó không nhanh lắm, tiết tấu nó không nhanh. Nên là cái việc FPS cao thì nó cũng chắc nó không cần thiết lắm đâu. Nhưng mà với trên 100 FPS như này là sướng rồi. Chơi thoải mái, chả phải nghĩ ngợi gì cả. Đấy. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha. Một trong những con game cũng khá là lâu rồi, nhưng các bạn có thể thấy là nó cũng sơi mắc pinh con 3060 Ti của chúng ta. Đấy. Và con CPU của chúng ta thì sang đây mình vừa thấy nó chạm được 71 độ thôi. À 71% thôi. Chứ còn nó cũng chả ăn cao gì cả. Nó hoạt động khá là êm ái và nhẹ nhàng. Nhưng mà vẫn đu mắt được con 3060 Ti của chúng ta. Con này phải kéo đến tận 3090 may ra là mình nhìn nó có vẻ cái khác khác này. Chứ còn như này không ăn thua các bạn. Nó hoạt động nhẹ nhàng quá, mấy chục phần trăm thôi. Hoặc là phải kéo lên màn 2K, 4K xem như nào. Hôm nào đầu tư tiền làm con 2K về test, chứ con này con Full HD xem nó chưa ăn thua các bạn. Nhiệt độ từ nãy là con Vega là mình để ý nhá. Nó chưa vượt qua mức 80 độ đâu các bạn ạ. Chỉ bảy mấy độ, loanh quanh 75, 76 độ như con này. Đấy, lên 76 có lại tụt về 75. Thì là này lắp trong cây rồi đấy. Nói chung là rất là mát mẻ. Chúng ta sang game khác nhá. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nha. Một trong những con game cũng khá là lâu rồi, nhưng các bạn có thể thấy là nó cũng sơi mắc pinh con 3060 Ti của chúng ta. Đấy. Và con CPU của chúng ta thì sang đây mình vừa thấy nó chạm được 71 độ thôi. À 71% thôi. Chứ còn nó cũng chả ăn cao gì cả. Nó hoạt động khá là êm ái và nhẹ nhàng. Nhưng mà vẫn đu mắt được con 3060 Ti của chúng ta. Con này phải kéo đến tận 3090 may ra là mình nhìn nó có vẻ cái khác khác này. Chứ còn như này không ăn thua các bạn. Nó hoạt động nhẹ nhàng quá, mấy chục phần trăm thôi. Hoặc là phải kéo lên màn 2K, 4K xem như nào. Hôm nào đầu tư tiền làm con 2K về test, chứ con này con Full HD xem nó chưa ăn thua các bạn. Nhiệt độ từ nãy là con Vega là mình để ý nhá. Nó chưa vượt qua mức 80 độ đâu các bạn, chỉ bảy mấy độ, loanh quanh 75, 76 độ như con này. Đấy, lên 76 có lại tụt về 75. Lần này lắp trong cây rồi đấy. Nói chung là rất là mát mẻ. Chúng ta sang game khác nhá. Chúng ta đang đến với PUBG PC các bạn nha. Trên PC 15 củ. Với mức setting thì cũng là mắc hết tất cả các thể loại đây các bạn. Đấy. Ok, mình để lên 120 luôn. Renderscape này. Ultra tất cả các bạn nhé. Bên dưới này bật hết này. Đấy. Và chúng ta có mức FPS trên 100. Cũng ăn 200W điện. Và sang đây có vẻ nhiệt độ cao hơn so với mấy game kia một tí. Lên 77 độ các bạn nha. Từ nãy giờ test là toàn mắc ping, hoạt động hết công suất. Nhưng mà nhiệt độ vẫn chỉ 77 độ là cao nhất đến mức thời điểm hiện tại mình có thể nhìn thấy. Còn con CPU thì thôi, không phải nói nữa gì các bạn ạ. Nó quá mát và nó chạy quá nhẹ nhàng. Nó chạy chả khác quá thì đi chơi cả các bạn ạ. Loanh quanh tầm khoảng 30-40, lúc là quá thì lên 50. Đấy, còn lại thì toàn ba mấy đấy. Quá là ít rồi. Xong rồi nhiệt còn điện ăn cũng ít các bạn nhé. Nó loanh quanh tầm 40 đổ về, chưa đến 50W điện. Cả con Vega với cả con CPU ăn hết 250, mình đóng hẳn con nguồn 600W, 650W. Quá là ok, thử thải để chiến rồi. Chúng ta lại sang game khác đi. Chúng ta đang đến với Cyberpunk 2077. Đấy, với mức setting cũng là cao nhất cuộc đời thì phải. Xem lại này. Ultra. Đấy, với Ultra thôi. Bật hẳn Ultra dây chasing cho nó gấu các bạn nhé. Đấy, Ultra dây chasing. Xem như FPS của chúng ta tụt xuống bao nhiêu. Ultra Ray Tracing, chúng ta có mức FPS loanh quanh từ 70 đến 90.
nhưng mà điện áp ăn cũng không nhiều hơn con Tomb Raider là mấy đâu các bạn. Điện áp vẫn chỉ ăn loanh quanh tầm khoảng 200W điện thôi. Và hoạt động thì có vẻ mát mẻ hơn thì phải. Mình thấy có bảy mấy độ hay là mới vào thì nó chưa cao thì mình không rõ. Nhưng mà con CPU thì sang đây có vẻ hoạt động cao hơn một tí cả. 70% rồi. 70% rồi. So với mấy cái game kia thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lâu lâu chả chơi cái này chả nhớ cách chơi kiểu gì. Quay lì à, phải vào trong phòng này. Nói chung là mình cảm giác cái FPS thì nó cũng không cao hơn so với chơi với con 9700F hôm trước là mấy. Chỉ có khác biệt lớn nhất là cái con CPU nó hoạt động nhẹ nhàng hơn con 9700F trước khá là nhiều luôn các bạn ạ. Nó hoạt động nhẹ nhàng như đi chơi mà ăn có mấy chục watt điện thôi, mát lắm. Nói chung là vừa mát vừa tiết kiệm điện so với con 9700F hôm trước. Đó, các bạn ngắm lại MPC 15 cũ của chúng ta. Đấy. Như này là bao phê rồi, phải không các bạn? Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.